Quỹ hỗ trợ sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội ra đời vào tháng 10 năm 2015 với mục tiêu đồng hành cùng sinh viên trên con đường học tập. Ngày hôm nay xin mời các bạn tham gia buổi phỏng vấn của ban điều hành quỹ đối với người có vai trò khởi xướng đối với sự thành lập của quỹ sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội. Dạ vâng, xin chào anh ạ, rất vui chào anh vì anh đã tham gia cùng với buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chúng em. Anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình không ạ? Anh tên là Nguyễn Anh Tuấn. Anh là dược sĩ khóa 55. Thời gian là sinh viên thì anh cũng tham gia vào các hoạt động của hội sinh viên trường. Thì anh có cái sở thích là tham gia tổ chức các cái hoạt động gắn kết. Thì nhiều hội sinh viên thì tham gia tổ chức các hoạt động gắn kết sinh viên. Sau này ra trường thì tham gia các cái tổ chức các cái hoạt động cho anh em dược sĩ tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội. Thì hiện nay thì giới thiệu bản thân mình vậy. Dạ vâng ạ. Vậy thì xuất phát từ động lực nào đã khiến anh đưa ra mục tiêu là thành lập quỹ hỗ trợ sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội ạ? Động lực để mà thành lập quỹ hỗ trợ sinh viên trường Dược Hà Nội thì có lẽ là cũng giống như tất cả các anh chị em được sinh viên trường Dược thôi. Chúng ta dễ thấy là xã hội Việt Nam từ khoảng những năm 2010-11 về đây thì càng ngày có càng nhiều cái hoàn cảnh các em học sinh mà có cái khả năng học tập rất là tốt, thậm chí là đỗ vào đại học nhưng mà không thể theo được cái giấc mơ theo học đại học được vì cái hoàn cảnh gia đình là quá khó khăn, phải ở nhà để làm hỗ trợ cha mẹ hoặc là gia đình không có điều kiện để cho em đi học. Thế hoặc là trong thời gian sinh viên thì anh cũng chứng kiến có rất là nhiều người bạn của anh là vì gia đình khó khăn mà phải đi làm thêm rất nhiều thì mới đảm bảo đủ trang trải cái cuộc sống trong thời gian làm sinh viên của trường mình. Thế do đó là các bạn không dành được nhiều thời gian đi được học. Thế vô hình chung là khi các bạn ra trường thì cái kiến thức mà các bạn thu được trong thời gian ở trường là nó không thực sự như các bạn ấy mong muốn, thì đó là cái thiệt thòi rất lớn cho các bạn ấy cũng như cho xã hội. Đấy, thì ngoài ra thì cũng giống như em và giống như là các cái anh chị em mà đã tốt nghiệp với mái trường Hà Nội ra thì Dược Hà Nội ra thì chúng ta có một cái điểm tự hào chung là mái trường Đại học Dược Hà Nội, và ai cũng mong là sẽ góp được một cái chút gì đó để mong là góp vào hỗ trợ cho trường mình để mà trường mình ngày càng hay hơn nữa, để mà ngày càng là một cái điểm tự hào chung của anh chị em. Đấy là cái động lực của anh. Dạ. Vâng ạ. Vậy thì anh có thể chia sẻ một số những cái khó khăn trên con đường mà mình đã đi không ạ? Về khó khăn thì thực sự là cái việc thành lập quỹ này thì lẽ ra là không có khó khăn nào cả, bởi vì việc của chúng ta là rất tốt đẹp, nó xuất phát từ động cơ tốt đẹp và nó cũng rất rõ ràng, đối tượng hỗ trợ cũng rất là rõ ràng thì lẽ ra là không có khó khăn. Thế tuy nhiên là ở Việt Nam thì cái việc thành lập quỹ nó không đơn giản như thế. Để mà quỹ được thành lập và rồi đi vào hoạt động đảm bảo các cái quy định của các pháp luật và từ phía quỹ thì là làm sao để cho quỹ nó thật sự bền vững và đảm bảo tính kế thừa lâu dài, hỗ trợ cho sinh viên được nhiều thế hệ thì đòi hỏi nó phải được thành lập một cách đúng theo cái quy định của nhà nước. Thế do đó là anh thấy rằng là cái khó khăn nó phát sinh từ việc là chúng ta nỗ lực thành lập quỹ theo đúng quy định của nghị định 30/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Thì cái quy định này thì nó đòi hỏi là cái số tiền góp vào để thành lập quỹ là theo các cái mức. Thì lúc đầu thì quy định là quỹ của chúng ta chỉ cần góp 100 triệu thôi để hoạt động trong quy mô cấp quận thôi. Thế nhưng mà sau thì sau khi mà hoàn tất hết một tí tờ hồ sơ rồi thì bên Sở Nội vụ tham khảo ý kiến của Bộ Nội vụ thì lại yêu cầu là quỹ phải hoạt động ở quỹ là phải ở quy mô hoạt động là cấp quốc gia thôi, tức là phải 3-5 tỷ gì đó tiền góp ban đầu thì mới được đủ điều kiện hoạt động. Thế sau đó thì với các cái nỗ lực của bên mình thảo luận với bên Sở Nội vụ thì rồi đi đến cái thống nhất là chấp thuận cho quỹ hoạt động ở quy mô thành phố và chúng ta chỉ cần góp khoảng 1 tỷ thôi thì là đủ điều kiện hoạt động. Thì cái khó khăn nó xuất phát từ việc là một là từ số tiền là như thế, hai là nó cũng chưa từng có tiền lệ. Thế thành ra là bên mình cũng như bên cơ quan nhà nước là Sở Nội vụ Hà Nội thì rất là bối rối, coi như vừa làm vừa nghiên cứu văn bản thì nó khó khăn, nó mất nhiều thời gian. Để có thể được thành lập như ngày hôm nay thì chắc hẳn bên cạnh anh có rất là nhiều người đồng hành ạ. Anh có thể chia sẻ một số đôi điều về những người đã cùng anh sáng lập đến quỹ không ạ?
một cái đúng là quả thực là cái sự vai trò của anh thì nó chỉ là vai trò kết nối thôi, còn cái vai trò quan trọng nhất cho đến thời điểm này và về sau nữa là nhà vai trò của các sáng lập viên, đó là các anh chị kiêm dược sĩ mà là những người đã rất là thành đạt trong môi trường dược của mình, thì anh chị đã rất là sẵn lòng góp quỹ và hỗ trợ hồ sơ để thành lập được quỹ. Thì cái này theo cái quy định của nghị định 30/2012 thì nó rất là chặt chẽ, nó đòi hỏi cần có rất nhiều loại giấy tờ của các anh chị. Và thêm một cái nữa là lúc đầu nó như anh đã nói là rất là khó khăn, làm sao đối với anh thì làm sao mà xin được đến hơn 1 tỷ. Thế nhưng mà không ngờ là khi mà trình bày ý tưởng với cả là 10 anh chị thì tất cả các anh chị đều rất nhanh chóng đồng ý và sẵn lòng có cái số tiền lớn để rồi có được cái số tiền hơn 1 tỷ như thế để chúng ta thành lập quỹ. Thì đúng là vai trò của anh chị là vai trò rất là quan trọng. Thế ngoài ra thì đồng hành với anh thì khi mà từ lúc hình thành ý tưởng cho đến lúc thành lập được quỹ thì luôn luôn có cái sự hỗ trợ của các bạn cựu sinh viên trường dược ta. Các bạn ấy vốn là có thể là cán bộ, cựu cán bộ đoàn hội, có thể là không, nhưng mà khi các bạn biết đến cái ý tưởng, các bạn ấy trong cái điều kiện của mình, các bạn ấy tham gia vào phần nào cái lúc mà các bạn ấy rảnh rỗi thì đó là những người đồng hành mà anh thấy là không thể thiếu được cho việc thành lập quỹ. Vậy thì anh mong muốn gì đối với lại sự phát triển của quỹ hỗ trợ sinh viên trường đại học Dược Hà Nội trong tương lai ạ? Thì như anh có được biết về các cái quỹ của các trường đại học lớn trên thế giới thì hầu hết các trường đại học lớn trên thế giới họ đều có quỹ của các cựu sinh viên góp vào, và cái quỹ này thì có rất là nhiều tiền và làm rất là nhiều việc có ích, họ góp phần vào làm cho cái mái trường cũ của họ trở nên là một cái môi trường học được rất là tuyệt vời, hỗ trợ được nhiều cho các bạn sinh viên giỏi mà có các hoàn cảnh khó khăn. Thế thì anh cũng có một cái ước mong là cái quỹ trường đại học Dược Hà Nội này sẽ là cái quỹ chung của tất cả các anh chị em cựu sinh viên dược và thậm chí là kể cả những cựu hội viên bên ngoài nữa, thì chung tay góp sức vào để mà hỗ trợ cho các em sinh viên, khiến cho trường dược của chúng ta đối với các em học sinh thì sẽ là một cái môi trường mơ ước, em học sinh nào mà học giỏi là cũng yên tâm bước vào giảng đường đại học mà không lo lắng về vấn đề kinh tế. Rồi còn một cái ước mơ nữa tương tự như thế là đối với quy mô xã hội, thì anh ước mong là quỹ của trường dược chúng ta là cái quỹ đầu tiên được xây dựng và hình thành và hoạt động theo cái cách như này, thì sẽ là một cái hình mẫu để cho các ngành khác, các trường đại học khác trong cả nước họ có thể nhìn nhận thấy là chúng ta làm tốt, chúng ta làm thành công và họ cũng sẽ làm theo. Thì vô hình chung là sẽ có rất nhiều các em sinh viên của các ngành nghề khác nhau được hưởng lợi từ sự chung tay này. Đấy, và khiến cho trong tương lai thì Việt Nam ta cũng ngày càng có nhiều các bạn trí thức mà được hưởng lợi từ cái sự chung tay của xã hội, và khi các bạn đi ra trường, các bạn đi làm, các bạn sẽ là những người rất có trách nhiệm với xã hội. Đấy là ước mơ của anh. Sinh viên trường đại học Dược Hà Nội, cho em gửi lời cảm ơn đến anh ạ. Và em cho em gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới gia đình anh, và chúc anh cũng bước trên con đường cống hiến cho xã hội ạ. Cảm ơn em.